Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Nhân Đức, Vạn Phát Hưng. Và nơi đây là một cái khu dân cư khá đẹp của do chủ đầu tư Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một vài sản phẩm tại nơi đây nhé. Nói đến khu dân cư Nhân Đức, Vạn Phát Hưng thì tổng diện tích quy mô lên đến 40 hectare và có 3 mặt giáp sông. Thì vị trí mà Phước Sửu đang đứng là một con đường bên trong của con đường chính. Và nơi đây có rất là nhiều tiện ích đã hình thành rồi. Đặc biệt là nơi đây có hai trường đại học, trường đại học tài nguyên môi trường và trường đại học thể dục thể thao. Và nói đến khu dân cư Nhân Đức thì mức giá hiện tại rơi vào tầm khoảng từ 2 tỷ 9 đến là 7-8 tỷ tùy theo diện tích. Và cái diện tích mà Phước Sửu đang giới thiệu đến quý anh chị đó là diện tích là 5x19 nha quý anh chị. Đây, như một số căn nhà ở đây xây dựng là diện tích là ngang 5 dài 19 và những diện tích lớn hơn là ngang 5 dài 20 và ngang 5 dài 25 và có một số cái diện tích là ngang 7-20. Thì ở đây là gần như chủ đầu tư bàn giao cơ sở hạ tầng gần như hoàn thiện đầy đủ 100% rồi. Như mọi người đang nhìn thấy là vỉa hè, đường xá và cây xanh đầy đủ hết tất cả những tiện ích. Và đặc biệt ở đây có một số cái căn nhà, một số lô đất là chủ đầu tư đã bàn giao là có ép cọc sẵn rồi. Hiện tại thì ở nơi đây có khoảng được 3-40% cư dân đã vào ở rồi. Thì quý anh chị cùng với Phước Sửu bay lay cam này để cảm nhận khu dân cư này có đáng là nơi đầu tư hay không nhé. Cùng Phước Sửu đi ra tham khảo nè. Khu dân cư Nhân Đức tọa lạc tại xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Mặt tiền đường số 1 40m và 3 mặt tiếp giáp với rạch Tôm, rạch Ông và rạch Ngọc Đình, nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị GS Metro City và cảng Hiệp Phước, cách trung tâm tầm khoảng 10 km. Khu dân cư Nhân Đức và Phát Hưng khao khát tạo dựng một môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên với hàng cây xanh ngát bên dòng nước mát trong lành và tận hưởng những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Rất là nhiều tiện ích trong khu dân cư. Như mọi người đang nhìn thấy thì hai trường đại học là trường đại học tài nguyên môi trường và trường đại học thể dục thể thao, và có một cơ sở của trường đại học mở đã hình thành và tất cả chuẩn bị đưa vào hoạt động. Rất là nhiều tiện ích trong khu dân cư này, gồm trường mẫu giáo, trường tiểu học, hồ cảnh quan, sân tennis, sân bóng đá mini, hoạt động thư giãn ngoài trời, vui chơi trẻ em, công viên cảnh quan ven rạch, nhà hàng và quán cà phê. Rất là nhiều thông tin để khu dân cư Nhân Đức Vạn Phát Hưng hình thành và phát triển tốt trong thời điểm gần đây. Và sắp tới thì có một cái khu dân cư là khu dân cư An Hưng do tập đoàn Lotte và Vạn Phát Hưng cũng triển khai ngay đường đi vào của khu dân cư Vạn Phát Hưng. Đây, như mọi người nhìn thấy, đây là giai đoạn 2, là khu dân cư An Hưng của chủ đầu tư Lotte và Vạn Phát Hưng hình thành. Thì nói về cái khu dân cư Nhân Đức Vạn Phát Hưng thì có khá nhiều loại diện tích, từ là 519, 520, 720, 724. Và một số những cái căn góc rất là đẹp. Thì quý anh chị cần nhiều thông tin hơn về cái dự án này với một mức giá cực kỳ hấp dẫn tầm khoảng từ 2 tỷ 9 đến 7-8 tỷ thì quý anh chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị thông tin về khu dân cư Nhân Đức Vạn Phát Hưng để cho quý anh chị lựa chọn nơi đây là một nơi đầu tư và an cư lạc nghiệp. Có rất là nhiều thông tin tốt về cơ sở hạ tầng của Nhà Bè, đó là đường cao tốc Bến Lức Long Thành đi ngang gần qua dự án, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Lê Văn Lương và đã khánh thành xong cầu Long Kiển. Rất là nhiều thông tin về cơ sở hạ tầng của Nhà Bè giúp khu dân cư Nhân Đức Vạn Phát Hưng phát triển mạnh hơn. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox theo số hotline bên trên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.